mụn đầu đen bã nhờn chi chít, sạch bong mọi lần mụn cứng đầu. Bestseller 2021 đã bán được hơn 1 triệu máy. Max 666 hút cực mạnh sạch bay chân mụn, dễ dàng loại bỏ hoàn toàn mọi loại mụn, mụn đầu đen, mụn cám, bã nhờn, dầu thừa. Siêu phẩm máy hút mụn đầu đen nóng lạnh Maske Max 666. Máy hút mụn duy nhất tại Việt Nam tích hợp 3 trong 1 với đầu hút mụn, đầu nóng lạnh cực tiện lợi, thật bất ngờ. Với 4 cấp độ hút tùy chọn, Max 666 lực hút mạnh gấp 35 lần đánh bay mụn, dầu nhờn. Có gây bầm tím, tâm sạm, đau da không? Hoàn toàn không. Tích hợp tính năng làm ấm 43 độ C, giãn nở lỗ chân lông, đầu di lạnh âm 18 độ C, thu nhỏ lỗ chân lông, tiêu viêm, làm dịu và săn chắc da. Nhờ có Max 666 mà toàn được khen da đẹp, lỗ chân lông nhỏ đi trông thấy, khác hẳn hoàn toàn với những máy hút mụn mình từng dùng, hút khỏe, rất sạch. Điểm 10 cho chất lượng, không cồng kềnh, tiết kiệm thời gian mà hiệu quả đỉnh của chóp. Da sáng khỏe, sạch mụn với máy hút mụn đầu đen nóng lạnh Max 666, nay chỉ còn 1.250.000 đồng. Mùa ngày tại Maske Home.